Dạ, thưa Mạnh Thường Quân Trần Minh Tâm, tôi là Kim Anh, mắt thương nhìn cuộc đời của tỉnh Bình Thuận. Hôm nay tôi đến nhà của cháu Lê Minh Đô, hôm nay là ngày 24 tháng 9, để trao quà học bổng cho cháu. Hoàn cảnh của cháu rất là đáng thương. Bố đây, bố bị tai nạn, mất nguyên cái phần trán, bây giờ cũng như người thực vật thôi. Và trong quá trình thời gian mà điều trị cho bố là mẹ hết không còn cái gì để lo được cho con học, cho gia đình. Bây giờ phải cháu trách nhiệm lo cho bố nè, lo cho chồng nè, rồi lo cho con hai đứa, thì có mình bé này phải gánh vác hết. Mà bây giờ bỏ chồng ở nhà cũng không được, phải ở nhà thuê cái quán phía trước mặt tiền như thế này để bán mua rồi có sự sống của gia đình, lo cho chồng cho con. Nhưng mà ở quê thì bán mua nó cũng tệ lắm, nó không có đắt đỏ, chỉ bán buổi sáng một xíu thôi, người ta cũng cơm nhà họ ăn chứ họ không có đến đây họ ăn, cho nên là cũng ế ẩm lắm. Thì hôm nay tôi đến trao học bổng cho cháu Lê Minh Đô. Con, cô trao học bổng cho cháu đi, con có ý gì không con? Dạ, thì con gia đình con không có gì hơn, con cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ nhiều cho gia đình con. À, vậy thôi, cô chào con nghe. Dạ.